Xin chào anh chị em mình nha. Hôm nay giới thiệu với anh chị em mình hai cái mẫu Trend Continental em ha. Một cái dòng rất là hiếm của City này, khá hiếm anh em ha. Chiếc này nó hai chiếc nó đều có cái mặt đều của nó là cái đồ bên trong của nó có hình địa cầu anh em nha. Cái đặc trưng của cái dòng này anh em ha, nó có nhiều cái dòng nó sẽ làm mấy chiếc nữ nhỏ nhỏ hơn, nó sẽ làm cái kim hình máy bay luôn anh em nha. Dòng này thì form rất đẹp luôn, chất xịn anh em ha. Cái máy nó tương tự như máy của Bow Smith nè nha. Nếu mà 3 kim thì máy y chang, 6 kim thì 5 kim thì nó cũng giống cái máy 5 kim của Bow Smith nè, hai chiếc chạy cùng dòng máy của City nè nha. Chiếc này thì size nó 38 nè nha. Cái càng của nó thì 45 nè nha. Hai kim nhỏ này thì một cái là thứ này nè em ha, một cái là ngày nha, rất là tiện luôn, kim cọc dạ quang anh em ha. Này anh em mình ra sáng nó còn sáng hơn như vậy nữa anh em nha, màu dạ quang, màu xanh dương em. Chiếc này dạ quang giống vậy luôn anh em ha, chắc nịch luôn. Đi tay chiếc này thì hơi ngắn anh em nha, anh em mình tay 16 thì đeo ok ha, và anh em tay tầm 16 cũng đeo rất đẹp luôn anh em nha, đẹp mà xịn anh em. 550 bằng một cái mẫu 3 kim bình thường, nhưng mà mình có cái mẫu 5 kim hàng khá hiếm và cực kỳ chất lượng của Citizen thì tuyệt vời anh em ơi. Kính nó có một chấm ngay góc 6 giờ anh em nha, nhẹ thôi anh em mình, nam mình đeo luôn cũng được anh em ha. Nam kỹ hơn thì có thể đi mài đánh bóng tí nha. Chiếc số 2 thì cái size nó cũng là size 38 anh em nha, càng của nó cũng là càng 45 anh em. Hai chiếc này cùng size nha. Chiếc này thì màu đen anh em ha, dài dài hơn. Kính thì chỉ có xước lông mèo thôi, anh em mình thích thì lướt sơ qua, không thì như em đeo luôn cũng được anh em nha. Kim cọc dạ quang nó không giống chiếc kia anh em nha, cũng thứ ngày ha, dài dài hơn. Chiếc này 750 anh em nha, dạ dạ làm dây 18 ok luôn ha, rất là đẹp luôn anh em nha. Chiếc này thì dây ngắn nó có một cái chấm này, đây em xem nó 50 nha. Chiếc này thì 750 ok. Anh em mình thích cái mẫu nào vui lòng xem kỹ cái mô tả của em nha, liên hệ em số điện thoại 0768620739. Cảm ơn anh chị em mình rất là nhiều nha.